rừng sâu, chân bước đi về đâu? Tìm cái gì đã mất, không thấy lại hôm sau. Lá xanh đã xám màu, lá xanh đã xám màu. Tang phục trang nghiêm, vân tập phía trước tang đường để chuẩn bị tác lễ thỉnh sư, cung thỉnh thượng tọa sám chủ và chư tôn đức trong ban kinh sư, quan lâm tang đường cử hành lễ khiển điện và di quan. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bái bạch chư tôn đức. Vào giờ đây nơi tang đường chúng con đã trang nghiêm, xin thành kính bái thỉnh thượng tọa sám chủ, chư tôn đức trong ban kinh sư từ bi hoan hỷ pháp phục như pháp, cho chúng con được tác lễ thỉnh sư, cung thỉnh quý ngài quan lâm tăng đường cử hành nghi thức lễ khiển điện và di quan. Đã đến giờ hành lễ khiển điện di quan, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa sám chủ bái thỉnh chư tôn đức.
cái máy cổ chiếu đi. Thank you.
Yeah.
Oh,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể tăng quyến phân lập lưỡng ban thành kính cung đón Đức Trưởng lão Hòa thượng Chứng Minh Quang Lâm tăng đường. Chúng con thành kính cung thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Chứng Minh đoan tọa chứng minh. Tăng quyến đồng vân Phật trước đại tràng để thành kính trưởng hào nghi thức lễ cảm tạ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Cung kính đảnh lễ bái bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Chứng Minh, ân sư cố vấn giáo hạnh, gia đình Phật tử, gia đình hiện tọa đạo tràng Chứng Minh. Kính bái bạch Thượng tọa Sám chủ, kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni hiện tọa đạo tràng. Kính thưa quý huynh trưởng trong ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình Phật tử các tỉnh thị. Kính thưa quý huynh trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình cùng toàn thể huynh trưởng đoàn sinh, các đơn vị trực thuộc ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình hiện diện tại đạo tràng. Kính thưa quý đạo tràng Phật tử cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, bà con thân hữu và toàn thể quý quan khách hiện diện tại đạo tràng. Kính đảnh lễ bái bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày vừa qua, áo lam gia đình Phật tử Việt Nam, áo lam gia đình Phật tử gia đình cùng toàn thể tăng gia hiếu kính chúng con vô cùng thương tiếc khi cố huynh trưởng cấp tấn gia đình Phật tử Việt Nam đồng đào Trần Thị Thúy Hồng thọ tại gia Bồ Tát Giới Pháp Tự Phước Như, gia trưởng gia đình Phật tử Đức Châu, đã xả bỏ báo thân nơi trần thế. Chúng con áo lam gia đình Phật tử mất đi một lam viên bao năm đồng hành đồng nguyện cùng gắn bó chung sức dựng xây lý tưởng. Gia đình mất đi một người thân yêu mà suốt cuộc đời không bao giờ có thể tìm lại được. Trước sự mất mát tang thương, toàn thể tăng gia hiếu kính chúng con đón nhận đại lượng từ bi của chư tôn đức quý ngài đã dành cho chúng con tất cả sự thương yêu qua sự thân lâm chứng minh hộ niệm và kỳ siêu cho chân linh được vãng sanh lạc quốc. Ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể tang quyến trong những ngày qua cũng vô cùng hạnh phúc và ấm lòng khi nhìn thấy từng đoàn áo lam các cấp gia đình Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cùng bà con thân quyến và thân hữu gần xa đã đến đây để chia sẻ sự mất mát lớn lao với toàn thể gia đình và ban tổ chức lễ tang. Sự hiện diện của chư tôn đức cùng toàn thể quý vị đã tiếp thêm nguồn năng lượng để siêu độ cho chân linh và là nguồn năng lượng để làm cho vết thương lòng của chúng con được phần nào nhẹ nhàng hơn trước sự quan tâm ân cần và thương tưởng của chư tôn đức cùng toàn thể quý vị. Trong giờ phút sau cùng, trước khi tiễn đưa linh cữu của cố huynh trưởng cấp tấn đồng đào Trần Thị Thúy Hồng đến đài hóa thân Bình Hưng Hòa cử hành lễ hỏa táng, thay mặt ban tổ chức lễ tang và toàn thể tang quyến, chúng con xin thành kính đi đầu đảnh lễ tri ân Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Chứng Minh đương vi chứng minh tang lễ. Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội đồng cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng con xin thành kính tri ân Hòa thượng Viện chủ chùa Pháp Vân, chùa Vạn Phước và chư tăng tại bổn tịnh. Chúng con thành kính tri ân Hòa thượng trụ trì và chư tăng tu viện Quảng Hương Già Lam. Chúng con xin thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì chùa Viên Quang tỉnh Đồng Nai đương vi sám chủ tang lễ và chư tăng tại trú xứ.
Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, chư tôn thượng tọa trụ trì tổ đền tu viện Quảng Đức, thượng tọa trụ trì thiền viện Tuệ Quang, thượng tọa trụ trì chùa Vũ Lâm, thượng tọa trụ trì tỉnh thất Vĩnh Thạnh, thượng tọa trụ trì chùa Long Sơn, đại đức trụ trì tỉnh thất Long Biên và chư tôn đức tăng tại các trú xứ. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đại đức ni, ni sư trụ trì và chư tôn đức ni tại các trú xứ như Thiện Thất, chùa Viên Quang, Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Pháp Lạc, chùa Tường Quang, chùa Vũ Tạng, sư cô Thích Nữ Quảng Đoan, sư cô Thích Nữ Nhất Niệm, quý ni sư chư đại đức ni các trú xứ. Quý ngài đã thương tưởng cho lời cầu thỉnh của chúng con, chấn đức quang lâm về đạo tràng, gia tâm chú nguyện tuyên hành pháp sự trợ tiếng kỳ siêu, trợ niệm cho chân linh được vãng sanh lạc quốc. Ban tổ chức lễ tang và toàn thể tang quyến xin được trân trọng khắc lòng tri ân ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, hội đồng hướng trưởng cấp dũng gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Canada và Âu Châu. Xin trân trọng tri ân ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại các miền trực thuộc các quốc gia. Xin trân trọng tri ân ban hướng dẫn gia đình Phật tử các tỉnh thị trên toàn quốc từ Thừa Thiên đến Cà Mau, Tây Nam Phần. Xin trân trọng tri ân ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình cùng toàn thể hội đồng huynh trưởng các cấp và quý gia trưởng, liên đoàn trưởng, huynh trưởng các đơn vị cùng tất cả đoàn sinh lam viên 25 gia đình Phật tử gia đình đã hiện diện thực hiện Phật sự tang lễ, chia sẻ cùng tăng quyến trong những ngày qua để mọi việc được chu toàn. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng tri ân lam viên gia đình Phật tử Khánh Giác, tỉnh Bình Thuận, cựu ban chấp hành cựu huynh trưởng trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử Kỳ Biên, Đà Nẵng, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử Đức Quảng tại ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình, quý vị trong ban bảo trợ, quý phụ huynh của huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Đức Châu. Trân trọng tri ân quý chính quyền địa phương các cấp cùng ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên trường mầm non Sen Hồng. Trân trọng tri ân lãnh đạo và nhân viên các công ty thân hữu trong gia đình. Trân trọng tri ân bà con sống diện tương thân tương cận, đặc biệt chúng tôi vô cùng nhớ ơn anh Vũ, chị Hồng, gia đình anh Vũ, gia đình anh Vũ, chị Hồng, gia đình chú Bảy, những người hàng xóm tốt lòng đã cùng chia sẻ và hỗ trợ chúng tôi trong công tác tang lễ những ngày qua. Trân trọng tri ân ban âm công và dịch vụ mai táng hậu thành lợi. Trân trọng tri ân bà con nội ngoại, thân tộc hai bên, quý thân hữu gần xa, quý bằng hữu thân sơ đã hiện diện góp phần cho tang lễ được trang nghiêm và thành tựu, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với tang quyến, cũng như những điện hoa, những điện phân lưu và sự hiện diện kính biến chân linh tại tang đường trong những ngày qua đã góp phần trợ tiến cho chân linh vãng sanh lạc quốc và chia sẻ mất mát với toàn thể tang gia. Cuối cùng một lần nữa xin được cảm niệm thật nhiều ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình, gia đình Phật tử Đức Châu đã thắp sáng lên tinh thần áo lam gia đình Phật tử Việt Nam trong chí hướng đồng hạnh đồng nguyện, đã làm cho hương lam lan tỏa nơi đây để tất cả mọi người cùng thấy một sức sống của tình lam mạnh liệt. Kính đảnh lễ bái bạch chư tôn đức, cho phép chúng con một lần nữa đảnh lễ tri ân quý ngài và xin được trân trọng tri ân toàn thể quý vị. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc toàn thể quý anh chị lam viên cùng toàn thể quý vị hiện diện tại đạo tràng sáu thời an lành, sở nguyện được thành tựu. Trong lúc cư tăng báo hiếu cử hành tang lễ vì điều kiện hoàn cảnh đơn chiếc, chúng con ý thiện tài khô
không sao sánh khỏi những sơn thất, ngưỡng mong trên chư tôn đức cho chúng con được chí thành sám hối những khiếm khuyết đó, ngưỡng mong quý ngài từ bi hỷ xả cho, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ hoan hỷ cho những sơ sót của chúng tôi trong quá trình tổ chức tiếp rước quý vị. Giờ phút này cho phép chúng con đại vị chân linh thay mặt toàn thể ban lễ tang và ban quyến kính dâng ba lễ cúng dường tri ân chư tôn đức. Và toàn thể tăng gia hướng ra phía ngoài hướng quan khách thành kính dâng hai lễ tri ân toàn thể quý vị đã dành cho chúng ta những tình cảm thân thương trong những ngày qua. Chúng con tôn thỉnh chư tôn đức từ bi hoan hỷ tiếp tục cử hành khoa nghi. Thank you.
Bước ra
Tiếp độ hương hồ
trời. Nam mô
Nam mô
Hôm nay về đây nhìn các em hồn nhiên đời sống vui
Thank you.
Thank you.
Xin phép quý ngài cho phép chúng con được vài giây phút để làm lễ tiễn biệt người huynh trưởng đã gắn bó bao năm cùng với áo lam chúng con. Lễ tiễn biệt cố huynh trưởng cấp tấn gia đình Phật tử Việt Nam đồng đào Trần Thị Thúy Hồng chính thức cử hành toán thủ kỳ vào vị trí. Trang nghiêm cử hành lễ mở đầu, xin phép quý vị cho phép chúng em được điều khiển nghi thức cử bài ca chính thức gia đình Phật tử Việt Nam. Phật tử sáng. Phật tử. Việt Nam đã thể hiện tinh thần hộ đạo xây đời, thực hiện lý tưởng phụng sự đạo pháp và dân tộc. Kỳ hiệu sét đánh đã tung bay trên bầu trời Việt Nam, quê hương đất nước yêu thương này. Và hôm nay sét đánh đã ươm mầm và lan tỏa khắp năm châu. Sự trường tồn của gia đình Phật tử Việt Nam là do chí nguyện và hạnh lành của các thế hệ Nam viên nguyện một đời xây đắp lý tưởng. Trong đó có 57 năm đóng góp của huynh trưởng cấp tấn đầu đào Trần Thị Thúy Hồng cho lý tưởng xin cảnh nghe thương. Hôm nay huynh trưởng cấp tấn đầu đào Trần Thị Thúy Hồng đã giả từ cõi tạm, xả bỏ báo thân, buông bỏ bản duyên, trở về với cõi giới an lành của chư Phật để tuyên bán công đức. Gia đình Phật tử Việt Nam bị diệt ban dẫn gia đình Phật tử gia đình tổ chức lễ phụ kỳ
trang nghiêm tán dương công đức, ghi nhận công hạnh những gì mà huynh trưởng đồng đạo đã đắp xây cho tổ chức Áo Lam. Giờ phút này lễ tiễn biệt chính thức cử hành, kỳ hiệu sen trắng thiên liên, linh hồn của tổ chức Áo Lam gia đình Phật tử Việt Nam được góp phần bởi công đức của các thế hệ Lam Viên. Trong giây phút này, trước khi tiễn biệt, nghi thức thu kỳ hiệu chính thức cử hành. Đồng kỳ, okay. Năng kỳ. Bước lần trước, bước. Trái phải, quay. Xếp kỳ. Bao năm gìn giữ lý tưởng Áo Lam, cuộc đời của chị đã tận hiến cho lý tưởng, cho sen trắng nát thương, kỳ hiệu sen trắng đã hơn cuộc đời con tim của chị, và hôm nay hơn xác thân của chị trong những giờ phút sau cuộc này. Sức sống của Áo Lam từ đây mà trưởng thành, tinh thần Lam từ đây mà trỗi dậy, gia đình Phật tử Việt Nam vững vàng, những giọt nước mắt đã đổ xuống để cho sen hồng, sen trắng vươn mình trong vườn hoa đạo, trong vườn hoa của gia đình Phật tử. Kính mời huynh trưởng trưởng ban thủ trì hoàn kỳ hiệu về cho huynh trưởng trưởng ban tổ chức tang lễ. Kính mời huynh trưởng trưởng ban tổ chức lễ tang hoàn kỳ hiệu về huynh trưởng trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình. Huynh trưởng trưởng ban dẫn gia đình Phật tử gia đình đang trang trọng thay mặt tổ chức Áo Lam gia đình Phật tử Việt Nam tiếp nhận kỳ hiệu, biểu tượng tinh thần sức sống của tổ chức Áo Lam, thể hiện sự đóng góp của bao thế hệ Lam Viên, trong đó có 57 năm góp phần dựng xây của huynh trưởng đồng đào Trần Thị Thúy Hồng, trang trọng trao lại tinh thần biểu tượng thiêng liêng và màu nhiệm này cho toàn thể gia đình tan quyến để gìn giữ hơi thở sức sống và đầy đủ trọng vẹn ý nghĩa của tình ta. Trong giờ phút sau cuộc này, kính mời huynh trưởng trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình thay mặt toàn thể Lam Viên phát biểu có lời tiễn biệt cố huynh trưởng cấp tấn đồng đào Trần Thị Thúy Hồng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp nhận đạo sư A Di Đà Phật. Kính cho lên huynh trưởng cấp tấn đồng đào Trần Thị Thúy Hồng từ Phước Như. Hôm nay trời gia đình mây mù che phủ, đất thần kinh hoa lá rủ ven đường, bao đàn em ngơ ngẩn tiếc thương người chị dưỡng đã xa rời dương thế. Hương tiếc chị cả một đời vẫn thế, Áo Lam hiền phụng sự chặt nhập trong, làm cho chị đã thành dòng máu đỏ rơi lệ sầu tiếng biệt chị học ơi. Trời đất bao người thương nhớ chị, một người chị suốt đời tận tụy lo cho đàn em thơ với mầm sen trắng, suốt cuộc đời
là một người nữ Phật tử gương mẫu, 57 năm gắn bó với tổ chức gia đình Phật tử. Chị là người mẹ mẫu Phật, là người vợ thương yêu gia đình. Tất cả những công hạnh ấy, đó là tấm gương của đàn em noi theo. Hôm nay giờ tỉ biệt, chỉ là về với cõi Phật, vì còn lại anh em chúng tôi sẽ biết đau thương hôm nay thành sức mạnh ngày mai, biến những giọt lệ sau thành những dòng nhiệt huyết, cùng kết cả tay xây dựng mãi lao yêu. Giờ tỉ biệt, thay mặt cho toàn thể La Viên, kính tỉ chị yên lặng về cõi Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Vòng dây thân ái sẽ kết lại để tạm biệt chị. Xin tạm biệt người nữ huyết trưởng Háo Lam Phật Quỳnh Trung Kiên. Kính mời toàn thể quý anh chị chúng ta cùng tiến vào kết vòng dây thân ái. Tất cả chúng ta đang tiếp theo tinh thần Phật tử sáng. Phật tử kết giải các ta chia tay. Phật tử sáng, Phật tử kính tiễn biệt chị. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng hồng niệm. Oh,
dạp phân vàng.